Thưa quý vị khán giả, đến thời điểm này, Đồng Nai đã ghi nhận 2 trường hợp mắc đậu mùa khỉ, 2 ca bệnh đều ở thành phố Biên Hòa. Việc xử lý ca bệnh đã thực hiện đúng quy trình, đồng thời tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, không để lây lan ra cộng đồng. Phường Long Bình là nơi vừa phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ hai tại thành phố Biên Hòa. Ngay khi được thông báo có ca bệnh, trạm y tế đã phối hợp với trung tâm y tế thành phố Biên Hòa nhanh chóng tiến hành các bước xử lý như điều tra ca bệnh, khử trùng nơi ở bệnh nhân, hướng dẫn cách ly, giám sát những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân. Xác minh điều tra ca bệnh tại nơi mà bệnh nhân ở, hướng dẫn cho bệnh nhân là vệ sinh sạch sẽ quần áo rồi chăn màn rồi phòng ở và tự cách ly tại phòng. Điều tra yếu tố dịch tễ là những người tiếp xúc gần và đã tiếp xúc với bệnh nhân trong cái thời gian mà bệnh nhân phát hiện ra bệnh. Và cái thứ ba nữa là trạm đã tiến hành là khử trùng cái nơi ở của bệnh nhân. Hai ca bệnh đậu mùa khỉ tại Đồng Nai đều được phát hiện tại thành phố Biên Hòa. Một trường hợp ở phường Long Bình Tân vào tháng 10 năm 2023 và một trường hợp ở phường Long Bình vào tháng 12 năm 2023. Ngoài xử lý về chuyên môn, trung tâm y tế thành phố Biên Hòa đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng bệnh cho người dân trên địa bàn. Tuyên truyền là cho những người dân xung quanh là thực hiện các cái biện pháp phòng chống bệnh đậu mùa khỉ để đảm bảo là phòng chống là được tốt. Mặt khác là người dân là cũng không hoang mang. Chúng tôi cũng đã triển khai cho 30 phường xã là tăng cường công tác giám sát là phát hiện những trường hợp là bệnh đậu mùa khỉ, ví dụ những trường hợp mà có triệu chứng. Thành phố Biên Hòa là địa bàn đông dân nhất của tỉnh Đồng Nai. Để phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa cũng đã chỉ đạo các trạm y tế tăng cường công tác giám sát, nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đảm bảo là khi mà phát hiện một trường hợp là được xử lý đúng theo quy định chuyên môn và không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Trường hợp mà tiếp xúc với bệnh đậu mùa khỉ hoặc có triệu chứng như sốt, nổi mẩn toàn thân thì đến ngay các cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán để có hướng điều trị và xử lý kịp thời. Bệnh đậu mùa khỉ thường có các biểu hiện tổn thương trên da, do đó các cơ sở khám chữa bệnh có khả năng sẽ là nơi phát hiện các ca bệnh nếu có. Sở Y tế Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị phải chủ động phối hợp điều tra kỹ tất cả các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh đậu mùa khỉ ngay khi có thông tin ca bệnh, từ đó xác định nguồn lây nhiễm, quản lý, xử lý triệt để ổ dịch.